Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bên mình tôi xin giới thiệu cho các bạn về mẫu xe siêu phẩm mới phòng phân khối lớn là Ducati R3 nha. Bây giờ thì chúng ta đi xem chi tiết về sản phẩm. Dáng xe dài là 120cm, chiều rộng là 50cm và chiều cao là 60cm nha. Xe này phù hợp cho em bé từ 4 tuổi trở lên và có thể sử dụng cho hai em bé chịu trọng tải dưới 50kg nha. Dáng xe rất khỏe. Thiết kế hai bánh lớn giống dáng xe thật nha. Nhưng ba mẹ yên tâm, hai bánh nhưng mà lại có hai bánh phụ hai bên nha. Hai bánh phụ hai bên sẽ giúp cho xe được cân bằng nên em bé vẫn yên tâm sử dụng. Thiết kế đặc biệt là ở đây, dòng xe này là có thiết kế tay ga này và chân phanh này. Dáng xe thì được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đây là mô phỏng phần bảng điều khiển phía đằng trước của xe nha. Phần đèn pha, xi nhan trước, bình xăng, ống xả, xi nhan sau. Và các bạn hãy quan sát nhé, mô phỏng cái phần bánh xe này, tất cả các cái chi tiết phụ kiện đều được thiết kế và mô phỏng gần giống thật nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem là xe hoạt động như thế nào nhá. Đây, bật nguồn lên là sẽ có tiếng khởi động của xe. Đèn pha thì đã sáng rồi. Và giờ thì chúng ta hãy test một số tính năng nhé. Trên này có cổng cắm USB nha, có jack MP3 nha. Và giờ thì đây là tiếng còi, đây là nhạc, có nhiều bài nhạc demo nha. Đây là phần hiển thị vạch pin nha. Và giờ thì chúng ta hãy lùi xuống đây một chút. Nếu như ở vị trí khác như thế này là xe sẽ nghỉ tại một vị trí thôi, còn ấn lên trên này là xe sẽ tiến nha. Nếu như ba mẹ muốn cho bé lùi thì chỉ cần nhấn như thế này thôi ạ. Đây là chiếc sạc xe nha. Trên sạc thì có đèn nhá. Nếu như mà đèn hiển thị màu đỏ là xe chưa đầy, còn hiển thị màu xanh là ắc quy của xe đã đầy rồi nha. Giờ thì mình cắm vào thao tác cho các bạn thấy nhá. Chúng ta chỉ cần cắm mạnh cái đầu này vào trong này thôi. Ok, xe được bảo hành chính hãng 2 năm tại BBT Global. Và nếu như ba mẹ muốn mua hàng chính hãng thì hãy nhấn vào bên dưới góc này nhá.